À, câu C này các em thấy nó có cái hỗn số như thế này này, thì tốt hơn hết thì các em sẽ là biến đổi đi. Biến đổi nào. À, biến đổi cái gì đây? Thì cái điều này ta có được là 21 1 5 1 5 của 21 thì đổi ra hỗn số thì nó được là 26 phần 21. Hãy để thì đây như thế này cho nó thuận con mắt ha. Và từ đây thì đây cũng có điều kiện đấy. Điều kiện hóa là nhằm đại hóa. Điều kiện ở đây thì chắc chắn các em cũng đã rành rồi, và thầy cũng là trong mỗi lúc thầy sẽ làm là làm càng nhanh lên. Thầy có được là điều kiện ở đây, thầy có được là x trừ 2 các 0 và x trừ 4 các 0. Okay. Từ đây thầy có được là x các 2 và x các 4. Đấy, thì sau cái phần điều kiện thôi thì ta có biến đổi thôi. Và từ đây thì thầy có được là mẫu thức chung. Mẫu thức chung của chúng ta ở đây là ngoài trừ, chúng ta lấy hai cái phần đó là x trừ 2 nhưng x trừ 4 bên này nó có 21 nữa, thì thầy lấy mẫu thức chung của nó là 21 x trừ 2 x trừ 4. Ok. Và bây giờ chúng ta qua cái bước được gọi là quy đồng mẫu ha. Quy đồng mẫu thì ta có được là vì thêm câu nữa, quy đồng ta được cái gì đây? Bây giờ chúng ta thấy này, đây phân số đầu tiên mẫu thức chung của nó là 21 x trừ 2 x trừ 4, thì bên này nó có x trừ 2 rồi, như vậy nó thiếu 21 x trừ 4 và nhân cho x trừ 3 nữa. Đây nguyên gốc của nó là x trừ 3 ha, nhân cho 21 x trừ 4. Đấy, và trừ cho mẫu thức chung của cái phân thức thứ hai này, chúng ta vẫn lấy là 21 x trừ 2 x trừ 4, nó có x trừ 4 rồi, như vậy nó còn thiếu là 21 x trừ 2. À, x trừ 2 này là cái tử gốc của nó nha, và nhân cho 21 x trừ 2. Ok, bằng được là bên này thì nó mới chỉ có là 26 thôi. Bên này nó chỉ có mỗi 26 thì chúng ta sẽ là nó có 26 và ở đây nó có 21 rồi, thì chúng ta sẽ có được là 26 này là gốc ha, và nhân cho x trừ 2 x trừ 4 thay biệt lại ở đây này. Okay, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rút gọn này đi thôi ha. Rút gọn này đi thì thầy ghi lại cho nó đẹp ha. Đó là 21 x trừ 3 nhân x trừ 4 ha. Ok, một cái đầu tiên trừ cho ghi lại ở đây là 21 x trừ 2 x trừ 2 tất cả bên ha, bởi vì nó giống nhau mà. Và bằng được là 26 x trừ 2 x trừ 4 như thế này. Đấy. Và chúng ta sẽ tiến hành nhân phân phối vào thôi. 21 cái này là x bình ha, 3 số nhân cho nhau thì cả em lại 21 nhân cho x trừ 3 đi, sau đó nhân cho x trừ 4 vẫn được, nhưng mà lấy hai cái số sau này rồi tiếp tục 21 nhân thì cũng được các em. Ở đây thay được là trừ 4x trừ cho 3x cộng cho 12. Okay. Trừ cho 21 ở đây đây được là x bình trừ cho 4x cả em ạ, theo hàng lập thức nó như vậy, cộng cho 4 và bằng 26. Hay gọi được là đây x bình phương trừ 4x trừ cho 2x và cộng cho cộng 8. Chúng ta làm gòn ở phía trong này một cái đi nữa ha, cho nó đẹp ha. Ngang nào ta gòn ngang này cho nó đẹp ha. X bình phương trừ cho 7 x cả em, trừ cho 7 x cộng 12 và đây là trừ 21, trừ 21. Ở đây chúng ta viết lại nha, thôi tí nữa chúng ta rút gòn sau. Nó bằng được là 26, ở đây là chúng ta được là x bình trừ cho 6 x và cầm cho cộng 8.
Bây giờ thì chúng ta chỉ cần nhân phân phối vào ha, ta được là 21 x bình trừ cho này 21 mà nhân cho 21 nhân 7 ha bằng 147, 147 x. Và ở phía bên kia 21 mà nhân cho 21 mà nhân cho 12 với 252 cộng cho 252 trừ cho 21 x bình phương và cộng cho 84 x và cộng cho trừ cho 84. Nó bằng ở phía bên này là chúng ta có được là 26 x bình ha. 26 x bình trừ cho 26 26 nhân cho 6 156 x và cộng cho 26 nhân 8 các em. Nhân cho 8 bằng được là 208. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ là tiến hành rút gọn nó đi ha. Gọn thì chỗ nào gọn được thì chúng ta sẽ là làm gọn thôi. Cảm thấy được là 21 x bình và trừ 21 x bình này nó rút gọn hết. Đây. Và toàn bộ bên vế này các em chuyển hết về bên vế kia nhưng mà viết ngược lại ha, chuyển ở phía bên kia thì các em lại được là bây giờ thầy để như thế này để cho các em dễ dàng quan sát ha. Đấy, bằng đây. Bây giờ các em lại được là 26 x bình này thì nó không tụt gọn với ai được nữa cả, chúng ta có được là trừ 156 x này rồi cộng cho 147 ha. Cộng cho 147 ha và trừ cho 84 thì nó ra được là 92. Đây, xin lỗi là ở đây là 147 các em. 147 ha. À, là nó bằng được là trừ 93 ha. Như vậy cái phần x là thầy đã thực hiện hết rồi ha. 93. Đấy, những cái x này là chúng ta đã xử lý rồi ha. Đây là cũng đã xử lý rồi. Ok. Và cộng lại bằng bao nhiêu nữa thì các em lại được tiếp là chúng ta có được là 208 mà trừ cho 252 và cộng cho 84 thì nó bằng được là 40. Đây, cộng cho 40 bằng 0. Thì ở đây các em bằng như thế nào nữa? Thì chúng ta nên ăn chăng cái này thực sự ra là phân tích đa thân hình nhân từ nhưng mà nó cũng thuộc dạng khó. Thì các em tính như thế này thôi ha. Các em nhận 1, 5, 5, 3 với các em nhập các hệ số này vào. 26 trừ 93 và 40. Đây, và bằng một cái thì nó được là 40 phần 13 và 1 phần 2. Đây, thì các em lại được là chúng ta sẽ là làm gì thì làm. Nó cũng ra cho các em được kinh nghiệm như thế này các em. Đấy là cái cách mà chúng ta mấy bữa ở chỗ phân tích đa thức thành nhân tử đây cũng đã thực hiện kỳ cái chỗ này một tí các em ha. Thì như vậy bản thân cái này á được việc lại này các em xuống đi một hai dòng gì đó ha. Thì chúng ta việc là x trừ cho kinh nghiệm này tức là 40 phần 13 này ha. Và thêm một cái nữa là chúng ta có được cái x trừ cho 2 này, x trừ cho 1 phần 2 này, x trừ cho 1 phần 2 này nó bằng 0. Và ở trước của nó là chúng ta có cái số 26 này. Nếu mà các em đã học ở phía bên kia thì chúng ta thêm một dòng nữa ha. Ở đây cảm thấy được là ở đây 13, ở đây 2, 13 nhân 2 là được 26. Như vậy số 26 này em tách ra ở đây là số 13 và tách thêm ở đây cái số số 2 nữa. Tức là nó sẽ được như thế này các em. Đó là chúng ta sẽ có được là 13 x trừ cho 40. Cho cái này chính là 2 x mà trừ cho 1 bằng 0. Đấy,
thì tại đấy thì các em nên thực hiện theo kiểu như vậy để cho nó đỡ mất thời gian của mình và để chúng ta thực hiện em. Thì ngang đây rồi thì chúng ta chỉ cần nói là ta có hai trường hợp thôi, ta có hai trường hợp. Trường hợp hay gọi được là trường hợp 1 đó là 13x-40 bằng 0 và tương đương với việc là x nó bằng được là 40 phần 13, ta có được một thỏa mãn ha. Và thầy cũng có luôn đó là 2x-1 bằng 0, thầy có được là x bằng 1/2 cũng thỏa mãn ha. Đây là phải tập nghiệm của phương trình, của phương trình là s bằng 2 nghiệm này s bằng được là 40 phần 13 và 1/2. À, thì thầy nghĩ là thầy tạm dừng video này lại ở đây, kéo một cái video nó dài quá cũng không hay. Mong rằng các em đăng ký kênh và chúng ta sẽ làm chia sẻ video này đến bạn bè để có một kênh học tập được hoạt động như thế này nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.